đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng nâng chất công tác thông tin, tổng hợp tham mưu, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành ủy, cấp ủy được thường xuyên kịp thời. Đây là thông tin được báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2023, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng các cấp ủy cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu của mình, nỗ lực phấn đấu, bám sát chương trình công tác, phân công cụ thể trách nhiệm, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Văn phòng các cấp ủy thành phố cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, chấn chỉnh lối làm việc, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Năm 2024, hệ thống văn phòng cấp ủy của thành phố phấn đấu khắc phục các cái hạn chế, chủ động, sáng tạo, đoàn kết với nhau, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc khác của cấp ủy, để tham mưu cho ban thường vụ, cho thường trực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt cái kết quả cao nhất. Tiếp tục thực hiện cái quy chế phối hợp giữa văn phòng thành ủy với các cơ quan đơn vị tại cơ sở, nghiên cứu tham mưu cơ chế phối hợp để khắc phục các hạn chế trong công tác phối hợp lẫn nhau trong thời gian qua. Bên cạnh các ý kiến của đồng chí Phó Bí thư thường trực thì tôi vừa tiếp thu nhưng mà tôi cũng xin có thêm mấy cái đề nghị để công chí tiếp tục quan tâm để tổ chức thực hiện công việc cho nó tốt. Năm 2024 là chúng ta tiếp tục rà soát công tác lưu trữ, rồi chỉnh lý số hóa, tạo lập các cái dữ liệu, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa văn phòng thành ủy và các cái cơ quan chức năng, đặc biệt là quan tâm đến việc sắp xếp cán bộ tham mưu chế độ cho đội ngũ. Tôi rất mong là chúng ta sẽ nỗ lực cho năm 2024 đạt được nhiều cái kết quả tốt hơn. Tại hội nghị, Văn phòng Thành ủy đã triển khai kế hoạch và phát động thi đua đặc biệt trong hệ thống văn phòng cấp ủy chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy. Dịp này có 13 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ngoài ra, Văn phòng Thành ủy tặng giấy khen cho 48 tập thể và 36 cá nhân năm 2023.